Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ vào tiếp theo cái phần chương số 4. Vậy thì để mà mình nắm giữ sức khỏe của mình thì mình làm thế nào để bảo vệ được sức khỏe của mình ở nhà ha? Thì cái chương số 4 này rất là dài. Chương này liên sẽ phải chia ra thành 3 buổi cả nhà. Thì buổi hôm nay mình sẽ đi vào phần số 1 lớn ở nhà ha. Rồi nhà mình mở trang 65 ra cả nhà ơi. Thì đối với cái chương này thì chúng ta sẽ học về làm cách nào để bảo vệ sức khỏe của mình. Muốn nắm giữ sức khỏe trong tay, bạn cần phải nắm vững những kiến thức liên quan tới việc bảo vệ sức khỏe. Phải biết điều gì khiến chúng ta bị bệnh, cũng chính là nguyên nhân gây bệnh. Nếu biết được nguyên nhân gây bệnh thì chúng ta có thể tránh xa các tác nhân đó, từ đó tránh xa được bệnh tật. Có nhiều người nói rằng là làm sao mà tránh được à, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể tránh khi có kiến thức ha. Hôm nay chúng ta sẽ đến phần thứ nhất, đối với nguyên nhân gây bệnh không rõ ràng. Ồ, cả nhà nghe câu này quen không ạ? Đi bệnh viện có hay nghe câu này không ạ? Mấy năm về trước tôi tình cờ gặp một người mẹ, cô ấy đến bệnh viện đến khoa bệnh lý của chúng tôi lấy kết quả kiểm tra cho đứa con 16 tuổi của mình. Và lúc đó thì người ta có cái kết luận là khoa bệnh lý trong bệnh viện á, làm công tác chẩn đoán, tìm kiếm những mẫu từ các khoa trong bệnh viện đều phải đưa tới khoa bệnh lý để chẩn đoán đó, và kết luận cuối cùng xem đó là bệnh gì. Tính chất của cái công việc ở khoa bệnh lý hơi giống với tòa án, nếu chẩn đoán là ung thư thì tương đương với tử hình, khối u lành tính thì hoãn thi hành án tử hình, hoãn là cả nhà ha. Cũng có trường hợp cá biệt được tuyên vô tội và phóng thích. Trời ơi, cả nhà thấy không ạ? Đối với bệnh tật thì chúng ta được gọi là án tử hả cả nhà ha, hay là án chung thân, hay là vô tội đấy. Và người mẹ này nhìn thấy kết quả chẩn đoán đã trào nước mắt, đứa con 16 tuổi của cô có một khối u ác tính trong vòm họng, không còn hy vọng tiếp tục sống. Cô ấy hỏi nguyên nhân mắc bệnh này. Tôi nhìn vào kết quả chẩn đoán, tuổi của đứa trẻ nhìn cô ấy rất đau lòng. Tôi sợ nhất là những người trong độ tuổi từ 15 đến 25 mắc phải những căn bệnh vô phương cứu chữa. Đời người chỉ vừa mới bắt đầu, bao ngọt bùi cay đắng của cuộc đời còn chưa nếm trải. Chưa được hưởng thụ như một nụ hoa sắp nở còn chưa kịp bung cánh đã lụi tàn. Tôi thấy đó là điều tàn khốc nhất. Không biết mọi người có thấy đó là điều tàn khốc không, chứ mình thấy cực kỳ tàn khốc. Khi người mẹ hỏi tôi chẳng biết nói gì. Muốn an ủi cô nhưng chẳng biết nói sao, chỉ đành bảo không rõ nguyên nhân gây bệnh. Không biết vì sao lại mắc bệnh, đành chấp nhận số phận thôi vậy. Khi dạy các sinh viên trường y, tôi thích giảng phần nguyên nhân gây bệnh nhất. Bởi trong giáo trình miêu tả nguyên nhân của hầu hết các căn bệnh đều dùng 4 chữ không rõ nguyên nhân. Nói rất là đơn giản. Trong giáo trình để dạy trường y ha cả nhà ha, về phần nguyên nhân gây bệnh là luôn luôn có 4 chữ không rõ nguyên nhân. Trời đất ơi. Cho nên các bác sĩ không biết nguyên rõ nguyên nhân gây bệnh sâu xa ở bên trong là điều đương nhiên rồi, dễ hiểu cả nhà ha. Rồi, y học phát triển tới ngày nay có một vấn đề rất lớn, đó chính là nhận thức về nguyên nhân gây bệnh. Vậy chúng ta đã hiểu các vấn đề của y học ngày nay ha. Một vấn đề rất là lớn đó là nhận thức về nguyên nhân gây bệnh. Tại sao lại như thế? Mình tiếp tục tìm hiểu như cả nhà. Có nhiều căn bệnh á mà không rõ nguyên nhân như thế liên quan đến cách thức phát triển của y học. Một ngày thì bác sĩ có nói với một vị tiền bối về cái căn bệnh tiểu đường. Và bác sĩ rất là kính trọng và nói rằng là tôi muốn viết một bài về căn bệnh tiểu đường type 2. Và cảm thấy tính tới thời điểm hiện tại, nhận thức của mọi người về nguyên nhân gây bệnh tiểu đường ấy là chưa chính xác. Bác sĩ cho rằng là nó không nằm ở tuyến tụy hay là insulin mà nó nằm ở gan. Đó thì vị tiền bối ngay lập tức bảo là em phải làm thực nghiệm nuôi chuột bạch chứng minh bằng mô hình hóa. Thì bác sĩ nói là không làm, bác sĩ cũng biết là cái tỷ lệ thành công thực nghiệm này là không cao. Bởi vì sao? Bởi vì cái thứ nhất á, chuột bạch thì ăn gì mà con người thì ăn gì đó. Trong một cái bệnh nhân tiểu đường trong xã hội ngày nay một tăng cao, nhưng so với dân số tỷ lệ này vẫn nhỏ mà. Còn tỷ lệ chuột bạch mắc bệnh tiểu đường so với số lượng chuột thì lại càng nhỏ bé.
Bởi vì chuột bạch ăn gì và con người ăn gì. Muốn chuột bạch mắc bệnh tiểu đường tiếp 2 đâu phải dễ. Ngày ngày phải cho chuột ăn thức ăn nhiều năng lượng nè, nhiều chất béo nè, nhiều đường nè, ít đạm nè, ít xơ nè. À, có phải chế độ mà chúng ta đang ăn không cả nhà? Mà chúng có phát bệnh hay không á, không còn liên quan đến tình hình dinh dưỡng trước đó của nó nữa. Trên thực tế, bình thường dinh dưỡng của chuột bạch á, cân bằng hơn con người nữa. Kể cả ngày nào cũng cho chúng ăn thức ăn nhiều đường, nhiều chất béo, nhiều năng lượng, ít đạm, ít chất xơ. Nhưng nền tảng dinh dưỡng trước đó của chúng tốt, có nghĩa là gan của chúng rất tốt, thì để chúng mắc bệnh tiểu đường rất khó. Bởi vì trong giai đoạn phôi thai và thời kỳ trước khi làm thực nghiệm, gan của chúng vẫn luôn rất khỏe. Còn con người thì sao ạ? À? Cha mẹ ăn chế độ như vậy, sau bắt đầu là truyền qua cho người con trong giai đoạn phôi thai, và sau đó là quá trình mình phát triển gan của mình đã ảnh hưởng ngay từ khi ở trong bụng mẹ với những cái chế độ dinh dưỡng đó rồi cả nhà ha. Rồi quá trình nuôi chuột bạch á, cái dinh dưỡng của chuột bạch rất được chú ý, nên trước và sau khi sinh ra chuột luôn có lá gan rất là tốt. Một nguyên nhân nữa là vòng đời của chuột rất là ngắn, chưa đợi đến lúc phát bệnh thì đã chết già mất rồi đó. Cho nên là thực nghiệm này muốn thành công thì là điều không thể cả nhà đó. Nhưng mà bác sĩ có nói là trên thế giới có biết bao nhiêu người đã nghiên cứu về bệnh tiểu đường, vậy họ xây dựng mô hình bằng cách nào? Hầu hết các mô hình đều là phá hoại tế bào đảo tụy. Cả nhà nhìn thấy đây là cái tế bào đảo tụy hay cả nhà? Mô hình như vậy về căn bản không phù hợp với cơ chế phát bệnh của bệnh tiểu đường tiếp 2, vì nó tương đối phù hợp với cơ chế phát bệnh của bệnh tiểu đường tiếp 1, nhưng lại cho ra kết quả nghiên cứu đối với bệnh tiểu đường tiếp 2. Điểm xuất phát nghiên cứu như vậy đã không thỏa đáng, cho nên người ta không hiểu được nguyên nhân chính gốc của bệnh tiểu đường là có lý do cả nhà. Các phân tích về nguyên nhân gây bệnh tiểu đường sẽ bàn tiếp trong phần nói về bệnh tiểu đường ở phía sau nha. Mà nhân đây Liên cũng chia sẻ cả nhà là cái bệnh tiểu đường tiếp 2 thì các bác sĩ mới chữa, còn bệnh tiểu đường tiếp 1 là các bác sĩ coi như là vô phương. Cả nhà biết lý do tại sao không ạ? Thấy tiểu đường tiếp 2 là cái bệnh mà do quá trình lối sống của chúng ta mà ra. Còn cái bệnh tiểu đường tiếp 1 á, là nó là cái cơ chế mà cơ thể của mình hình thành, một cái cơ chế là hủy hủy bỏ các tế bào tuyến tụy và ngăn cái việc tiết insulin từ trong cơ thể mình ra. Nhưng mà Liên đã được nghe những chuyên gia mà cũng cũng khá khá nổi tiếng về cái vấn đề dinh dưỡng đó, thì họ chia sẻ vậy nè. Thật ra cả nhà biết về cái cytokine đúng không? Đó. Và biết về cái cơ chế mà bệnh tự miễn đúng không? Đó là cơ thể mình nó sẽ hủy, nó sẽ tiêu diệt những cái gì mà nó cho rằng là không tốt cho cơ thể, và ngay lúc đó là khi sau khi tấn công xong là tấn công luôn vào hệ miễn dịch của mình. Thì cái cơ chế của bệnh tiểu đường tiếp 1 cũng y như vậy cả nhà. Khi mà con người mà dùng sữa vào trong cơ thể thì cơ thể của mình thì cái sữa có cái cấu tạo tế bào đó, có cái cấu tạo phân tử của nó là mạch vòng. Cho nên là cơ thể của mình phải có cơ chế là phá hủy cái cấu tạo mạch vòng đó để mà hấp thụ được vào cơ thể. Nhưng mà không may á là cái tuyến tụy của chúng ta cũng được cấu tạo mạch vòng luôn cả nhà. Và sau đó là cơ thể chúng ta cũng giống như dẫn đến hiện tượng cytokine không phân biệt được, là cứ cấu tạo mạch vòng là phá hủy. Đó là lý do một số người bị mắc cái bệnh tiểu đường tiếp 1, vì cơ thể không phân biệt được cái điều này nha cả nhà nha. Cho nên cái vấn đề mà uống sữa cũng là một nguyên nhân gây bệnh tiểu đường tiếp 1 đó. Rồi, khi mà bác sĩ nhắc đến cái ví dụ này về cái việc mà người ta sử dụng cái phá hủy tế bào đảo tụy á để mà nghiên cứu tiểu đường tiếp 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 2 là không phù hợp ha. Thì bác sĩ mới cho rằng y học ngày nay quá máy móc, quá cứng nhắc, quá siêu hình. Muốn đạt được bất cứ một kết luận nào đều yêu cầu phải đưa ra được chứng cứ xác thực và cụ thể. Thực ra sự phát triển của khoa học không chỉ là thực nghiệm khoa học, mà quan trọng hơn là sự suy cứu trên nền tảng y tri thức trước đây. Y học ngày nay quá cần đến đầu óc và tư duy logic. Bằng phương thức tư duy sáng suốt và chính xác, chúng ta có thể phát hiện ra rằng đại đa số nguyên nhân gây bệnh đều rất là dễ phát hiện. Đều rất là dễ phát hiện cả nhà. Thì ở đây bác sĩ phân có cái phần đầu tiên, phần một nhỏ là phân loại nguyên nhân gây bệnh.
Thì ở đây á là bác sĩ chia sẻ rằng bệnh tật có thể dựa theo việc phát bệnh sớm hay muộn, tiến triển nhanh hay chậm, quá trình bị bệnh kéo dài hay ngắn, để chia ra thành bệnh cấp tính và mãn tính. Đó là do nguyên nhân gây bệnh cấp tính á, và mãn tính có những đặc điểm riêng. Đối với bệnh cấp tính á, thì nó rõ ràng, cường độ nó mạnh, tấn công tập trung vào cơ thể người như là nhiễm khuẩn nè, tai nạn xe cộ nè, ngộ độc nè, thuốc trừ sâu nè, vân vân. Còn nguyên nhân gây bệnh mãn tính á, thường không có rõ ràng, nguyên nhân thì phức tạp do một hoặc nhiều yếu tố gây tổn thương ở mức độ nhẹ, sau một thời gian dài không ngừng tác động lên cơ thể cuối cùng mới phát bệnh. Bác sĩ cho cái ví dụ như bạn bị xe tông, bị ngã vì lực va chạm của xe rất lớn, đây là biểu hiện của bệnh cấp tính, phải cấp cứu liền ở cả nhà ha. Một cách khác cũng có thể khiến bạn ngã gục, ví dụ bạn muốn đi qua một đoạn hành lang, hình số 4 ở nhà đó, nhưng hai bên hành lang có người đứng, mỗi khi bạn đi ngang qua ai đó, họ đều sẽ đánh bạn một cái, có người đấm một cái, có người đá một cái, có người dùng gậy đập một cái, có người dùng roi quất. Bạn muốn đi hết đường cũng rất khó khăn, cuối cùng không thể trụ vững nữa thì ngã gục. Bệnh mãn tính nó cũng đến giống như vậy đó cả nhà. Bạn có thể nói rõ là ai đã đánh ngã bạn không? Không thể nói rõ được. Bạn gục ngã là do kết quả của việc không ngừng hứng chịu các loại tấn công, là do tất cả các loại tấn công tích lũy lại nó mới gây ra. Đây chính là nguyên lý của nguyên nhân gây bệnh mãn tính. Mỗi ngày một chút, không thấy gì, thời gian lâu thì sẽ gây ra bệnh bệnh mãn tính chứ cả nhà. Cho nên liên đánh bệnh cấp tính là sai ha. Uống một hơi hết một lọ thuốc trừ sâu chắc chắn bạn sẽ bị ngộ độc cấp tính. Nhưng mỗi ngày mình uống một ngụm nhỏ, từ từ mình hưởng thụ, chắc chắn mình cũng sẽ bị ngộ độc mãn tính. Còn béo phì là bệnh mãn tính nên mới nói một miếng ăn không làm nên kẻ béo. Béo phì không phải bởi bạn ăn nhiều thêm một miếng màng thầu hay thêm một dĩa há cảo, mà bởi vì hôm nay bạn ăn thêm một chút cái này, ngày mai bạn ăn thêm một chút cái khác. Sau một thời gian dài như vậy nó gây ra mất cân bằng dinh dưỡng nghiêm trọng, rồi dẫn đến cái tình trạng như vậy. Nên nguyên nhân gây bệnh mãn tính rất là khó nói cho rõ ràng, nhưng nhìn vào thì nó rất là dễ hiểu đúng không cả nhà? Rồi, thì qua phần số 2 á, bác sĩ phân tích rằng mọi bệnh mãn tính nha đều liên quan đến lối sống và đều là bệnh về lối sống. Đó, có nghĩa là sau khi mà các nguyên nhân gây bệnh chia thành cấp tính và mãn tính, thì bây giờ là chúng ta sẽ đi vào bệnh mãn tính. Bệnh mãn tính, mọi loại bệnh mãn tính đều liên quan đến lối sống, gọi là bệnh về lối sống ha. Nói về lối sống thì quá phức tạp, quá lớn lao. Vì cuộc sống có bao nhiêu là phương diện, thói quen ăn uống này, cách ăn mặc này, cách trang điểm này, công việc của bạn này, đều thuộc vấn đề lối sống. Ngoài cơm áo ăn ở đi lại và công việc còn có rất nhiều phương diện khác liên quan mà tôi cho rằng không thể nào kể hết được. Vậy nên chỉ có thể đưa ra cho bạn một số ví dụ, bạn có thể cảm thấy hiểu là được rồi. Trong rất nhiều vấn đề sắp thảo luận phía sau vẫn sẽ vô tình hay cố ý đề cập đến lối sống, bạn có thể từ từ cảm nhận ha. Chúng ta thường nghe người ta nói rằng bệnh từ miệng mà ra. Câu nói này không toàn diện nhưng có đạo lý nhất định. Sau đây sẽ dành riêng để thảo luận một chút vì sao lại nói bệnh từ miệng mà ra. Một lần nọ tôi ăn cơm cùng mấy người bạn, vừa nhấc chén rượu lên phát hiện một người bạn không nâng chén. Mọi người giục cậu ấy uống, cậu ấy bảo mình bị gan nhiễm mỡ, máu nhiễm mỡ nặng rồi. Đó, thì điều này liên quan trực tiếp đến việc trước đây cậu ấy đã uống rượu hại gan mà, uống rất là nhiều đó. Thế nên là cậu ấy mới bị mắc cái chứng gan nhiễm mỡ này, mới không uống nữa. Rồi, bác sĩ hỏi cậu ấy là cậu uống rượu bao nhiêu năm rồi, cậu ấy trả lời gần 30 năm. Tôi liền nói với cậu ấy, cậu xem, hôm nay không khí vui vẻ thế này, cậu không uống chẳng phải là mọi người mất hứng sao, uống một chút đi, hơn nữa uống 30 năm trời mới ra được kết quả như thế. Chứng tỏ uống một lần này cũng không nghiêm trọng hơn là mấy đâu. Thậm chí có thể bỏ qua không tính, đó, có nghĩa là không phải một ngày, hai ngày mà ra được bệnh đâu cả nhà. Cả nhà có thấy cái màn hình của Liên không vậy? Có liên Có liên. Sao thấy thông báo là dừng ta? Rồi, ok. Và khi mà bác sĩ nói như vậy, nói rằng là
Bệnh từ miệng mà ra là đảo ngược một chút, có nghĩa là bệnh gan nhiễm mỡ của bạn không phải do ăn quá một miếng thịt đó, uống quá một chén rượu đó, mà là cái kết quả của mấy chục năm liền thường xuyên, thậm chí là uống quanh năm hả, nhưng mà mới bị bệnh này. Và bệnh chính là hình thành do thói quen sinh hoạt và lối sống. Chúng ta nhìn thấy rất là nhiều người ăn xong cơm đứng dậy khỏi bàn, lúc sau quay lại thấy thừa ít ăn, kiểu lãng phí đồ ăn đúng không cả nhà? Đó, rồi bèn ngồi vào ăn nốt cứ thế suốt mấy chục năm trời, làm sứ giả dọn bàn ăn chăm chỉ, kết quả không lãng phí đồ ăn mà lãng phí bản thân, khiến mình đẻ ra một đống bệnh béo phì, mỡ máu cao, tiểu đường vân vân. Còn bệnh tiểu đường cũng không phải do ăn thêm một miếng cơm, mà do mấy chục năm lần nào cũng ăn thêm một miếng cơm nên mới bị. Huyết áp của bạn cao không phải do hút một điếu thuốc mà ra, mà do mấy chục năm hút thuốc kiếm về được. Đấy chính là lối sống, là thói quen sinh hoạt. Rồi, cùng cái gọi phát triển xã hội là tiến bộ khoa học kỹ thuật, thì ngày nay á, lối sống của con người bị thay đổi triệt để luôn cả nhà. Nó thay đổi như thế nào? Nó thay đổi về cái thời gian làm việc và nghỉ ngơi thay đổi, sống về đêm, và người ta gọi đây là lối sống thời thượng. Nhưng thật ra cái lối sống này á, nó khiến cho người ta làm đảo lộn cái nhịp sinh học của cơ thể, gây ra các bệnh dạ dày này, xương khớp này, đau cơ này, rối loạn giấc ngủ này. Ngày xưa người ta ngồi ghế nhỏ, ngày nay thì ngồi sofa còn 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 rộng và cả êm nữa đó. Thì chưa sofa chưa hỏng thì cái lưng của mình, cái thắt lưng của mình nó đã hỏng rồi. Trước đây có việc gì cũng phải đi bộ hoặc chạy bộ để giải quyết, giờ cơ hội đi bộ cũng rất là khó khăn và người ta còn phải dành thời gian riêng để cho cái việc chạy bộ nữa. Cho nên là suốt cả ngày không động đậy dẫn đến cơ thể nhanh chóng bị lão hóa. Vì muốn nhanh chóng thuận lợi thoải mái, chúng ta đã ngồi tàu hỏa, đi máy bay, ngồi xe khách đường dài. Bao nhiêu người vì ngồi mà hỏng cả đốt sống cổ, cột sống và thắt lưng. Và ví dụ như các anh tài xế lái xe taxi có thêm những cái bệnh nghề nghiệp như là điển hình như là đau thắt lưng, đau vai cổ, bệnh dạ dày và phì đại tuyến tiền liệt đó. Và bác sĩ kết luận là lối sống không hợp lý khiến cơ thể chịu tổn hại mỗi ngày, nó tích lũy thành những căn bệnh. Và lúc này bác sĩ có nói là chính vì đó mà khi mà những người đến với cái câu lạc bộ về sức khỏe đó sẽ thấy những lối sống hoàn toàn mới, từ những chiếc ghế ngồi nè, những chiếc bàn dùng, cách ăn cơm, rất nhiều thứ mình đều phải thay đổi cùng một mục đích chung, đó là khỏe mạnh. Chúng ta cũng thấy may mắn khi mình được tham gia cộng đồng này ha cả nhà, mình được nghe đọc sách, được chia sẻ và chúng ta thay đổi những cái mà làm cho cơ thể mình tổn hại hàng ngày. Đó là cái phần thứ hai, mọi cái nguyên nhân gây bệnh mãn tính đều là vấn đề về lối sống nha. Và chúng ta đến cái phần số 3, nguồn gốc của bệnh tật, tổn thương. Nếu biết rõ căn nguyên thì chúng ta có thể nhẹ nhàng tránh xa bệnh tật và được khỏe mạnh đúng không cả nhà? Vậy các loại bệnh đến từ đâu? Thật ra đại đa số bệnh đều do các nhân tố gây tổn thương có trong môi trường bên ngoài. Đó là ngoại cảnh phá hoại sự ổn định của môi trường bên trong, đó là nội cảnh ha. Người ta còn nói là ngoại môi, nội môi á, là môi trường bên ngoài, môi trường bên trong. Con người sống trong hai môi trường, đó là nội cảnh và ngoại cảnh cả nhà. Vậy thì cả nhà nhìn giống như cái hình bát quái nè, ở trong lòng hình bát quái là nội cảnh, ở bên ngoài hình bát quái là ngoại cảnh ha. Nội cảnh hơi chuyên ngành một chút, chính là môi trường mà các tế bào của cơ thể chúng ta đang sống. Và có thể bạn chưa từng nhìn thấy tế bào, nhưng điều này không thể cản trở bạn hiểu về nội cảnh, vì bạn chắc chắn đã từng nhìn thấy viên gạch. Thật ra các tế bào giống như viên gạch, có rất nhiều hình thù khác nhau, có loại vuông vức, có loại tròn, có loại hình oval đó. Khi chúng tôi học y, chỉ riêng môn giải phẫu học đã phải học nguyên một năm trời. Thật ra đâu có khó đến vậy, con người cũng giống như tòa nhà, hình số 6 ở nhà ha. Hoặc là cả nhà để ý bên phía tay phải nè. Đầu tiên á, để xây dựng cái tòa nhà mình có viên gạch này, gạch xây dựng những bức tường, bức tường xây dựng ra những căn phòng, và những căn phòng tạo ra những tầng lầu, tầng trên và tầng dưới, rồi sau đó nó mới hình thành một tòa nhà như thế này. Cơ thể của chúng ta cũng vậy, bắt đầu từ tế bào. Tế bào tạo ra các tổ chức, người ta gọi là các mô đó cả nhà. Mô cơ hay là mô dạ dày hay là mô, đó gọi là tổ chức cả nhà ha. Và tiếp theo là sau khi mà nó hình thành các cái tổ chức
tế bào tập hợp với nhau thì nó sẽ hình thành ra các cơ quan trong cơ thể như là dạ dày nè, như là phổi nè, não nè, tim nè, gan nè, đường ruột nè, và cái thận nè, tim nè. Đó, cả nhà thấy hình này không ạ? Đó, đó là các cơ quan trong cơ thể của mình. Và sau đó là nó các cơ quan này kết hợp với nhau tạo ra hệ thống. Ví dụ ở đây là một cái hệ thống, cả nhà thấy không? Ở trên này tách biệt ra đây là hệ thống tuần hoàn máu đó cả nhà thấy không? Đó, thì đây là một hệ thống. Và ở đây cả nhà nhìn lên đây ạ. Từ các hệ thống này nó sẽ tạo ra một cơ thể ha cả nhà ha. Thì Ô mình Liên ơi, hả? sao không nhìn thấy màn hình nhỉ? Không biết mọi người có nhìn thấy màn hình không? Thì hồi nãy Liên hỏi mọi người nhìn thấy Thấy, không vẫn đó nhìn Liên. thấy. Mình vẫn nhìn thấy. Ủa gì Ô, hả? ô Để sao mà nhìn Liên 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 xe lại nha. À, nãy Liên có hỏi tại vì Liên thấy cái màn hình của mình nó có báo á. Ok, rồi cả nhà nhìn thấy màn hình chưa ạ? ok, nhìn thấy rồi. Rồi. Thế thì bây giờ nhé, cả nhà nhìn thấy nè, hồi nãy mình đang nói về cái tế bào, rồi xong rồi tạo ra các tổ chức, đó là các mô đó, và sau đó là hình thành nên các cơ quan. Từ các cơ quan này thì nó kết nối với nhau, nó tạo ra một cái hệ thống. Ha, cái hệ thống này á, thì bây giờ nó sẽ kết hợp với nhau, nó tạo thành một cơ thể. Cả nhà nhìn lên hình này sẽ thấy hình dung cơ thể mình tạo ra thành từ các hệ thống nào. Đây là cái hệ thống xương này. Ha, đây là hệ thống xương, đây là hệ thống cơ này cả nhà, đây là hệ thống cơ, và đây là cái hệ thống mạch máu, là hệ tuần hoàn đó cả nhà. Đây là hệ cơ, đây là hệ xương ha. Còn ở đây là cái gì ạ? Đây là hệ thần kinh, những đường dây thần kinh đi khắp cơ thể, hệ thần kinh, và đây là hệ tiêu hóa. Đó, cơ thể mình được tạo ra từ năm cái hệ này và tạo ra một cơ thể bình thường. Giống như xây một ngôi nhà vậy ha. Đó. Ok. Sao bữa nay cái xe nó gặp vấn đề dữ vậy ta? Rồi chúng ta tiếp nha cả nhà. Bạn xem những viên gạch sắp xếp theo một phương thức nhất định, một căn nhà liền xuất hiện. Và các tế bào của mình cũng vậy, nó cũng sẽ sắp xếp theo một cái phương thức nhất định, sẽ tạo ra một cơ thể, các cơ quan trong cơ thể. Gan được hình thành bởi các tế bào gan được sắp xếp theo một phương thức nhất định. Nhắc tới các cơ quan đã tương đối rõ rồi, gan, thận, tim, dạ dày đều là các cơ quan. Các căn phòng sắp xếp theo một phương thức nhất định sẽ có được một tầng lầu. Các cơ quan sắp xếp theo một phương thức nhất định sẽ tạo ra một hệ thống. Ví dụ như hệ tiêu hóa được hình thành bằng chính các cơ quan sắp xếp theo phương thức nhất định. Phía trên là khoang miệng nè, tiếp đó là thực quản này, dạ dày này, đường ruột này, ruột non, ruột già, hậu môn. Như thế không phải là sắp xếp theo một phương thức nhất định sao? Chồng những tầng lầu lên nhau sẽ được một tòa nhà. Còn khi ghép 10 hệ thống lớn thì sẽ được một cơ thể người. Bên trong cũng rất giống nhau, tòa nhà có đường ống nước này, ống sưởi này, chúng ta có mạch máu. Tòa nhà có đường ống thoát nước, chúng ta có thận, có bàng quang. Tòa nhà có đường điện, chúng ta có hệ thần kinh. Tòa nhà không có chân, chúng ta thì có. Nên tòa nhà không chuyển động được, chúng ta thì có. Chúng ta là tòa nhà có thể di động. Dùng gạch xây nhà không phải đơn giản là chồng gạch lên nhau giữa những viên gạch, mà cần có vật liệu liên kết dính như là xi măng, cát, tế bào cũng vậy. Giữa các tế bào cũng có vật liệu kết dính để dính chúng lại với nhau, đó là nội cảnh, chính là trạng thái môi trường bên trong vật chất của tế bào. Đó, cả nhà hình dung mà được rồi ha. Nội cảnh tốt hay xấu ảnh hưởng trực tiếp đến sự toàn vẹn của trạng thái chức năng của tế bào. Trên cái hình số 7 cả nhà sẽ thấy cái sơ đồ nội cảnh của cơ thể người. Ở bên hông bên này Liên cũng cho cả nhà một chút hình dung về nội cảnh. Nó sẽ có hai phần. Một cái phần ở bên đó là cái nội cảnh của mình, đó là nó sạch sẽ, nó thông thoáng, nó không có chứa độc tố này. Đó, còn một bên đó thì nó nhìn vô rất là phức tạp đúng không? Đó. Bạn hãy nghĩ tới nhà xí ở nông thôn vẫn thường có người đi tiểu vào chân tường. Sau thời gian dài, những viên gạch ở chân tường bị rỗ. Gạch bị rỗ không phải do việc tiểu tiện trực tiếp làm hỏng, mà do nước tiểu ngấm vào các mặt giữa những viên gạch, đồng nghĩa với việc chúng bị ngâm suốt trong nước tiểu trong thời gian dài, gạch sẽ bị hỏng. Tế bào cũng vậy,
Khi nội cảnh có vấn đề thì tế bào không thể duy trì chức năng một cách bình thường. Nội cảnh vô cùng quan trọng. Oxy và chất dinh dưỡng do máu mang tới không phải cung cấp trực tiếp cho tế bào ngay mà được tích trữ trong nội cảnh. Đợi khi cần dùng thì tế bào sẽ lấy từ nội cảnh ra. Carbonic và chất thải trong quá trình trao đổi chất của tế bào cũng không bài tiết trực tiếp vào các mao mạch mà bài tiết vào nội cảnh. Sau đó từ nội cảnh sẽ tiếp tục chuyển vào các mao mạch rồi được đưa đi. Ở đây cả nhà đã hiểu tại sao khi mà chất độc nó quá nhiều, nó tích tụ trong nội cảnh thì vấn đề trong cơ thể của chúng ta sẽ gặp vấn đề ha. Đặc biệt là trong cái nội cảnh này chúng ta sẽ có cái môi trường của các hệ vi sinh. Và nếu như cái nội cảnh này của chúng ta mà chứa quá nhiều chất độc thì những con vi khuẩn có hại nó sẽ có nguy cơ tăng lên và nó sẽ gây ra chúng ta rất là nhiều vấn đề. Còn khi mà cái này được gọi là độc tố đó cả nhà, nó bị tích tụ. Và nếu trong trường hợp mà chúng ta đào thải tốt thì cái môi trường nội cảnh của chúng ta nó rất là sạch sẽ thông thoáng thì tế bào của chúng ta phát triển tốt, các cái con vi khuẩn có lợi nó sẽ phát triển tốt và nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta khỏe mạnh cả nhà ha. Nội cảnh chính là không gian trống giữa các tế bào, là môi trường thực hiện việc trao đổi vật chất giữa tế bào và máu. Theo bạn nội cảnh có quan trọng không? Cả nhà mình thấy có quan trọng không ạ? Đó. Tế bào và bản thân bạn không giống nhau, bạn có tính cách tế bào không? Bạn bị sếp mắng thì sẽ thấy không vui, tức giận, kiếm cớ xả giận. Tế bào của bạn không như vậy. Chỉ cần bạn bảo vệ tốt cho nội cảnh của nó, lúc cần ăn là cho ăn, lúc cần uống là cho uống, rồi tống hết những chất thải mà nó bài tiết ra ngoài thì tế bào sẽ cúc cung tận tụy phục vụ cho bạn. Bởi vậy bảo vệ sức khỏe của một người rất đơn giản, chỉ cần bảo vệ tốt nội cảnh là được. Khi tế bào của bạn khỏe mạnh thì bạn cũng khỏe mạnh thôi. Mà muốn bảo vệ nội cảnh tốt thì sao? Có rất là nhiều chất dinh dưỡng cần thiết tế bào cần thì nó có, và những độc tố mà nó được tạo ra trong quá trình chuyển hóa nó đẩy ra mình đào thải ra ngoài tốt thì lúc đó nó khỏe mạnh thôi. Rất đơn giản cả nhà ha. Nói xong hình dung ra ngay cái viên wellness pack của mình liền. Ngoại cảnh thì đơn giản rồi, ngoại cảnh chính là môi trường bên ngoài mà chúng ta đang sống, bao gồm ánh mặt trời, không khí này, đất, nước. Nếu bạn muốn tìm hiểu kiến thức về cấu trúc tế bào và cơ thể người thì mình sẽ đọc phần 3 ha, vì sao con người trông lại thế này. Ai muốn đọc phần 3 thì hôm sau mình sẽ dành thời gian đọc phần 3 cho cả nhà. Ai muốn thì mình tìm hiểu luôn ha, tại sao cơ thể lại trông ra như thế này. Rồi, vậy bệnh từ đâu mà có? Bệnh từ đâu mà có? Thường thấy nhất là nhân tố gây tổn thương ở ngoại cảnh phá hoại sự ổn định của nội cảnh nè cả nhà, gây ra bệnh tật. Có nhiều loại bệnh có vẻ không liên quan nhiều lắm tới môi trường bên ngoài, ví dụ như là bệnh tự miễn, nghe có vẻ như bên trong cơ thể mình có vấn đề. Thật ra bạn chỉ cần chú ý quan sát sẽ phát hiện ra, xét cho cùng đều có liên quan đến việc nhân tố gây tổn thương ở môi trường bên ngoài phá hủy nội cảnh. Các nhân tố gây tổn thương ở môi trường bên ngoài di chuyển vào cơ thể qua ba con đường: đường hô hấp này, đường tiêu hóa và qua da. Qua đường hô hấp thì nó sẽ có những vật chất ô nhiễm trong không khí và các khói thuốc và các thứ khác nó đi vào trong cơ thể của mình, nó gây ra ha. Cái thứ hai là đường tiêu hóa, vật chất có hại trong thức ăn, vật chất có hại trong nước uống, rượu và các thứ khác, nó sẽ gây ra tổn thương cho cơ thể của mình. Và qua da, các hóa phẩm có hại dùng hàng ngày, dầu gội, sữa tắm, bột giặt, vật chất có hại trong sản phẩm làm đẹp, vật chất ô nhiễm trong không khí và các thứ khác nó thẩm thấu qua da. Đó. Rồi bây giờ thì sự hấp thu của đường hô hấp tiếp xúc với không khí và khói thuốc, các cả nhà, thì nó sẽ vốn dĩ không có độc hại, không khí là không độc hại nhưng không khí bị ô nhiễm có thể gây hại tới mỗi người. Đường tiêu hóa tiếp xúc với thức ăn, nước, còn có cả rượu, các chất độc hại, còn có thuốc trừ sâu cũng gây hại cho sức khỏe của chúng ta. Da là con đường mà dễ bị chúng ta bỏ qua. Thật ra khả năng hấp thu của da rất là mạnh. Các cô gái ngày nay bôi rất nhiều thứ lên mặt mà có thấy da mặt ai dày lên không? Đều bị hấp thu cả rồi. Và trước đây khi mà phun thuốc cho hoa bông ở quê á, những người trồng bông đều đeo một chiếc thùng trên lưng, một tay bơm thuốc, một tay cầm vòi xịt tiến về phía trước. Thời tiết thì nóng bức, chỉ mặc mỗi một lớp áo mỏng, vừa phun thuốc vừa di chuyển, một lát sau nhìn lại cây bông còn đứng đấy mà người thì ngã gục rồi. Bị ngộ độc thuốc trừ sâu, anh ta đâu có uống thuốc sâu, sao lại ngộ độc được? Chính bởi vì anh ta bởi vì thuốc trừ sâu bay lên dính vào áo, ngấm qua da. Sự hấp thu của da còn có đặc điểm không chịu sự chi phối của ý thức, khí độc có thể không ngửi, đồ độc có thể không ăn, nhưng làn da thì không quan tâm gì hết. Chỉ cần tiếp xúc là nó ngấm thôi. Vậy nên hàng ngày làn da hấp thu rất là nhiều chất độc hại từ quần áo và trong không khí vào cơ thể.
Như đã nói là trên mỗi hơi bạn thở, mỗi ngụm nước bạn uống, mỗi miếng cơm bạn ăn đều có thể làm tổn thương vào cơ thể của mình. Ở nhà thấy nguy hiểm không ạ? Cái làn da của chúng ta nó vô ý thức lắm. Đó. Vì trong không khí, trong nước, trong thức ăn có một lượng lớn chất độc hại. Các chất độc này chủ yếu từ đâu tới? Nguyên nhân gây tổn thương từ đâu mà ra? Đó. Nguyên nhân bắt nguồn từ ô nhiễm nha. Chất lượng không khí bây giờ rất là kém nha. Đó. Thời tiết bây giờ là một cái ngày đẹp trời là trời trong đó, trời trong xanh, nhưng bây giờ sau một trận mưa, sau một cơn dông, sau trận mưa, sau trận tuyết á, đó thì nó không có còn đẹp nữa. Nắng thì nắng chang chang, trời thì không có còn được trong xanh nữa. Và bác sĩ nói bây giờ không dám chạy bộ nữa, chạy bộ thì chân tay cứng cáp nhưng mà vớ được bệnh ung thư phổi. Ô nhiễm không khí gây tổn thương cực lớn đến sức khỏe của chúng ta đó. Và ở Trung Quốc có hiện tượng khói mù vĩnh viễn cả nhà. Vì sao bệnh nhân bị viêm mũi dị ứng, hen phế quản, ung thư phổi mỗi ngày một nhiều? Liên quan trực tiếp đến ô nhiễm không khí. Hơn nữa bạn cần biết rằng ô nhiễm không khí không chỉ làm tổn hại hệ thống hô hấp của chúng ta, mà vật chất ô nhiễm độc hại có thể xâm nhập vào hệ tuần hoàn máu thông qua da và hệ thống hô hấp, sau đó lan khắp gây tổn hại toàn thể cơ thể trên diện rộng. Cho nên cái không khí là một cái nguy hiểm nhất luôn á cả nhà, hít vô một cái là cơ thể mình nhận đủ luôn. Còn chất lượng nước uống của chúng ta thì làm sao? Trời ơi, chất lượng nước uống thì bác sĩ nói cho chúng ta nghe đây nè. Nguồn nước hiện nay á, các hố hố trũng thì bị lấp rồi và xây nhà lên hết rồi. Đó, sông thì bị khô cạn. Nước ngầm thì thiếu hụt nghiêm trọng. Nước sông còn nước mà trong sông còn á, thì nó lại ô nhiễm khắp nơi. Cá thì chết hàng loạt, ô nhiễm bốc mùi hôi thối. Đáng sợ hơn á là hiện nay các nông dân đang dùng nước đó để tưới tiêu. Nước thì ô nhiễm, ngấm vào trong lòng đất sẽ xử lý rất là khó khăn. Và chỉ có thể xử lý qua đường thức ăn. Đa phần vật chất ô nhiễm đã đi vào trong chuỗi thức ăn của chúng ta rồi. Và cái hóa phẩm dùng ngày nay, một nhân tố gây tổn thương cũng rất là quan trọng. Và hiện nay chúng ta đang bị bao vây bởi các loại hóa phẩm cả nhà. Như là quần áo nè, rửa bát nè, lau sàn nè, vệ sinh nè, hút mùi nè, tắm rửa nè, gội đầu đều dùng hóa phẩm, rất ít thuộc loại phân hủy được. Ôi, nghe tới đây mình phân tích cho cả nhà một chút nha. Trong các sản phẩm bên ngoài thị trường hiện nay là đều từ những công ty hóa mỹ phẩm, trong các cái phần của họ dùng là có một cái thành phần gọi là hóa phẩm. Cả nhà có biết rằng là trong một cái sản phẩm nào như dầu gội đầu, kem đánh răng, sữa tắm, tất cả những thứ mà họ sử dụng trên cơ thể người thì mình đã biết cái khả năng thẩm thấu vào da rất là mạnh đúng không? Trong đó có hóa chất. Và ở trong công ty nào cũng giới thiệu là tôi sử dụng một lượng hóa chất đạt trong cái mức cho phép. Cả nhà thấy là một cái ở trong mức cho phép, vậy 10 cái thì sao ạ? Nó phải vượt mức cho phép. Đó, vậy thì nó sẽ gây tổn thương cho cơ thể. Mình đã thấy lý do tại sao mà bây giờ mọi người gặp vấn đề nhiều đến như vậy đúng không? Là dùng hóa phẩm rất ít thuộc loại phân hủy được. Thì hiện nay mình thấy mình may mắn mình được dùng sản phẩm của Oriflame. Đây là hoàn toàn những cái sản phẩm về chăm sóc vệ sinh, tất tần tật các sản phẩm đều nguồn gốc từ thiên nhiên, đều có khả năng tự phân hủy. Rất là tuyệt vời đúng không? Mình cảm ơn Oriflame đã đem cho chúng ta cái sản phẩm tuyệt vời như vậy. Và các cái vật chất từ trong cái hóa phẩm này đang đi vào cơ thể qua da. Ô nhiễm không khí cũng đang thẩm thấu qua da. Đó là lý do mà chúng ta bị tổn thương rất là nhiều ha. Chất độc ngày xưa đi vào cơ thể thì thời ông bà ta là do ăn uống, là công nghiệp không phát triển rồi trồng cây một cách tự nhiên, ăn uống tự nhiên, thì lúc đó chất độc nó vẫn có sinh ra trong quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Còn không khí thì trong lành, thức ăn thì không có bị ô nhiễm nhiều, và các cái loại hóa 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 mỹ phẩm nó không có nhiều. Ngày xưa dùng dầu gội đầu, dùng nước bột kết, nước bưởi để gội đầu, còn bây giờ là dùng dầu gội đầu có hóa chất ở nhà. Tất cả những cái đó nó gây ra cái vấn đề độc tố rất là nhiều vào cơ thể. Đó là lý do tại sao thời đại bây giờ mọi người bị bệnh nhiều hơn ngày xưa rất nhiều đúng không ạ? Đó. Vậy thì bác sĩ có phân tích một cái như thế này nè cả nhà.
Ô nhiễm rốt cuộc nguy hại đến mức nào? Thì mình xem các vùng nông thôn sống hai bờ các con sông bị ô nhiễm nghiêm trọng là biết. Dù nhà nước đã đầu tư tiền rất lớn để xử lý, nhưng những đau khổ do ô nhiễm gây ra trong khu dân cư ở đó vẫn nhan nhản khắp nơi. Đa phần sống ở các ngôi làng gần những cái dòng sông này có tỷ lệ mắc bệnh tương đối cao. Chủng loại bệnh thì đa dạng, tổn hại nhiều đến hệ thống trong cơ thể như là viêm dạ dày nè, loét dạ dày nè, các bệnh viêm da, phát ban và bao gồm tất cả các loại ung thư nữa. Đó, và bạn có hiểu rõ nguyên nhân của các căn bệnh này không? Các nhân tố gây tổn thương trong vật chất ô nhiễm á, đi vào cơ thể người bằng những con đường khác nhau, gây tổn hại đến các hệ thống dẫn đến mắc các loại bệnh. Quá trình này có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Vậy nên nguyên nhân mắc các loại bệnh đều bắt nguồn từ việc các nhân tố gây hại ở ngoại cảnh liên tục làm tổn thương nội cảnh mà ra. Đó là hôm nay Liên đã chia sẻ cho cả nhà hết cái phần 1 nguyên nhân gây bệnh không rõ ràng. Thì trong cái phần này á, nó chia thành ba phần nhỏ. Phần đầu tiên là phân loại nguyên nhân gây bệnh, dựa vào cái tốc độ và cái nhanh chóng của nó, và nó tạo ra cái bệnh mãn tính và bệnh cấp tính. Thì qua cái bệnh cấp mãn tính á, thì bác sĩ bắt đầu mới phân tích cho chúng ta phần số 2, mọi bệnh mãn tính đều liên quan đến lối sống, gọi là bệnh về lối sống. Nha cả nhà ha. Cái việc chúng ta bị béo phì, cái việc chúng ta ăn thêm một miếng không gây ra bệnh, cái việc chúng ta uống một ngụm rượu không gây ra bệnh, cái việc chúng ta hút một điếu thuốc không gây ra bệnh, nhưng nó sẽ gây ra bệnh mãn tính khi mà cái điều đó nó diễn ra thường ngày, nó diễn ra bao nhiêu năm trời ha. Thì cái nguồn gốc của bệnh tật, là cái phần số 3 đó, là những nguồn gốc của những tổn thương trong cơ thể á, là lúc này á, là bác sĩ phân tích cho mình cái nội cảnh là khoảng trống giữa các tế bào, môi trường thực hiện trao đổi vật chất giữa tế bào và máu. Khi chúng ta bảo vệ được nội cảnh là tế bào khỏe mạnh thì mình sẽ khỏe mạnh. Ngoại cảnh là môi trường chúng ta đang sống, ánh mặt trời, không khí, đất nước. Thì lúc này bác sĩ phân tích cho mình bệnh tật từ đâu mà có. Nhân tố tổn thương ở ngoại cảnh phá hoại sự ổn định của nội cảnh, nó sẽ gây ra bệnh tật. Và nhân tố gây tổn thương bên ngoài đi vào cơ thể chúng ta bằng ba con đường: qua hệ hô hấp, hệ hô hấp là qua chúng ta hít thở đó, và qua hệ tiêu hóa là do chúng ta ăn và uống vào, và qua da là chúng ta thẩm thấu vào. Hệ hô hấp và hệ tiêu hóa chúng ta hoàn toàn lúc đó là chúng ta thấy cái khí độc khói nhiều, chúng ta có thể bịt mũi lại, chúng ta không thở một một một, một hai nhịp thở, đúng không? Hệ tiêu hóa mình thấy thức ăn đó có nguy cơ mà không có tốt thì chúng ta sẽ không ăn, nhưng da của chúng ta thì không phân biệt, miễn là cứ đi ngang qua nó cái gì nó cũng hấp thụ vào hết đó. Và trong không khí, trong thức ăn có lượng lớn chất độc hại, cho nên là da của chúng ta là và các cái sản phẩm như hóa phẩm da chúng ta hấp thụ vào hết. Đó là nguồn gốc của bệnh tật, của tổn thương nha cả nhà nha. Và chúng ta qua cái phần 1 chúng ta đã hiểu về nguyên nhân gây bệnh của không rõ ràng ở trong bệnh viện đó là gì rồi. Ok cả nhà, cái phần chia sẻ đọc sách buổi sáng hôm nay đến đây là hết rồi. Cả nhà.